Câu chuyện cho vay tiền, rồi bạn và tiền cùng bốc hơi khỏi cuộc sống của mình không phải là vấn đề quá xa lạ. Đồng tiền thường đi liền khúc ruột, nên ít nhiều chuyện bị quỵt tiền, nó cũng tác động tâm trạng ghê gớm lắm mọi người ạ. Thế nên để mất lòng trước được lòng sau thì mọi người nên nhớ một vài nguyên tắc trước khi xuất tiền cho người khác mượn để đảm bảo người nợ tiền không thể trốn tránh nghĩa vụ trả nợ nhé. Mày không hớt được đâu con trai. Nguyên tắc 1, khi cho vay nhất định phải lập hợp đồng vay tiền. Chuyện vay tiền, mượn tiền có lẽ không còn quá xa lạ, nhưng có một sự thật là hai khái niệm vay tiền và mượn tiền là hoàn toàn khác nhau. Tôi ví dụ đơn giản, khi bạn mượn cây bút cuốn sách của đồng nghiệp thì bạn phải trả đúng hiện trạng thứ mà bạn đã mượn là cây bút cuốn sách. Còn thuật ngữ hàng ngày bạn hay dùng, ê cho mượn 100 ngàn mua cơm trưa nha. Theo nguyên tắc mượn thì lần sau bạn phải trả lại đúng tờ 100 ngàn với số series y bao như lúc bạn mượn. Nhưng tiền đó bạn đã thanh toán cơm mất rồi và lần này bạn phải trả 2 tờ 50 ngàn. Đồng nghiệp của bạn có lấy không? Dĩ nhiên là lấy, vì dù một tờ 100 hay 2 tờ 50 ngàn tổng lại vẫn đúng giá tiền bạn mượn. Nhưng theo thuật ngữ pháp lý thì đây là vay mọi người nhé. Thế nên người ta mới dùng từ vay tài sản, vay tiền để làm hợp đồng trong các giao dịch. Hiện tại, pháp luật Việt Nam chưa có quy định riêng về hợp đồng vay tiền nên các giao dịch này được áp dụng theo quy định về giao dịch cho vay tài sản của Bộ luật Dân sự năm 2015. Quy định pháp luật là thế, nhưng thực tế thì các bên sẽ áp dụng công thức quen biết, anh chị em, bạn bè với nhau, tin tưởng rồi cho vay tiền, để rồi bên nợ không trả, bên đòi cũng bất lực luôn. Do đó, việc lập hợp đồng hoặc giấy vay tiền khi cho người khác vay tiền là điều cần thiết và không thể quên được. Biểu mẫu hợp đồng giấy vay tiền tôi đính kèm link dưới comment mọi người nhé. Nguyên tắc 2, đảm bảo các điều kiện để giấy vay tiền có giá trị pháp lý. Các điều kiện này cụ thể như: hai bên hoàn toàn tự nguyện giao dịch, không bị ép buộc. Người thực hiện cho vay, đi vay phải là người có đầy đủ trách nhiệm năng lực hành vi dân sự. Lãi suất cho vay không được vượt quá 20% một năm theo khoản 1 điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. Nội dung cho vay và mục đích vay không được vi phạm các điều khoản cấm của pháp luật, của đạo đức xã hội. Nguyên tắc 3, thực hiện công chứng hợp đồng cho vay tiền. Thực tế thì pháp luật Việt Nam không quy định hợp đồng hay giấy vay tiền phải được công chứng chứng thực. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người cho vay nên thực hiện việc công chứng chứng thực. Đây cũng là cách cho vay tiền để không bị quỵt, có khả năng trả cao. Vì người vay tiền sẽ không muốn dính dáng đến pháp luật, giấy trắng mực đen có đủ rồi mà đúng không? Nguyên tắc 4, đòi nợ sao cho đúng luật. Cái này mọi người lưu ý, nhiều trường hợp đã xảy ra là chủ nợ bỗng dưng trở thành tội phạm vì hành hung uy hiếp con nợ hay bắt giữ con nợ, âu cũng là mục đích để đòi nợ. Nhưng tất cả những cách đòi nợ này đều vi phạm pháp luật nhé. Theo đó, mọi người cần lưu ý là không dùng vũ lực, đe dọa vũ lực, không uy hiếp tinh thần, không bắt giữ người vay trái pháp luật, bởi những hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. Cách làm hợp tình hợp lý nhất là thỏa thuận đôi bên, còn nếu không đi đến được tiếng nói chung thì hoạt động vay tiền là một giao dịch dân sự nên khi một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ thì người còn lại có quyền khởi kiện ra tòa. Khi đó, nếu có dấu hiệu phạm tội thì người đi vay có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nguyên tắc 5, nắm rõ thủ tục khởi kiện đòi nợ tại tòa án. Khi đã làm giấy vay tiền, nghĩa là bên cho vay đã nắm trong tay căn cứ để có thể làm thủ tục khởi kiện đòi nợ tại tòa án trong trường hợp bên vay cố tình không trả. Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, hồ sơ khởi kiện đòi nợ bao gồm các loại giấy tờ như đơn khởi kiện, giấy vay nợ, giấy tờ chứng minh nhân thân của người khởi kiện. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người vay nợ cư trú là cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Thời hiệu khởi kiện đòi nợ là 3 năm theo điều 429 Bộ luật Dân sự năm 2015. Trên đây là 5 nguyên tắc mà mọi người cần lưu ý trước khi cho người khác vay tiền để tránh bị quỵt nợ, mất tình cảm gia đình, tình nghĩa anh em mọi người nhé.